Đây là lần đầu tiên Đăng Nguyên về Sài Gòn sau mười mấy năm. Và Đăng Nguyên cũng có cơ duyên được đến với Viện Dưỡng Lão của Hội Nghệ Sĩ. Thì khi mà Đăng Nguyên vào thì Đăng Nguyên cảm thấy rất là thương. Thực sự mà nói là những nghệ sĩ mà không có con cái, họ cống hiến suốt cuộc đời của họ, nhưng mà ở cuối cuộc đời thì họ rất là cô đơn. Và Đăng Nguyên vào thăm thì thật sự mà nói Đăng Nguyên thương lắm. Chuyến thứ hai là đến làng SOS thì thấy các em trẻ mồ côi rất là thương, rất là nhiều lứa tuổi khác nhau. Khi mà Đăng Nguyên tới đây thì Đăng Nguyên cũng muốn sau này có thể có cơ hội để mà mở một cái trại mồ côi cho tất cả em trẻ em mồ côi đều có nơi để đến, nơi ăn học. Thì Đăng Nguyên hy vọng rằng là một ngày rất là gần, xã hội của chúng ta sẽ giàu mạnh hơn. Không chỉ riêng Đăng Nguyên, mà Đăng Nguyên hy vọng tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều cùng chung tay góp sức để cho Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ và làng trẻ em SOS ngày càng tốt đẹp hơn.